Tính đến hết năm 2017, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power đã đóng góp vào mạng lưới điện quốc gia 20.581 triệu kWh, đứng thứ hai trong công nghiệp phát điện và đứng đầu công nghiệp điện khí. Tổng doanh thu 30.987 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế được 2.503 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 31 tháng 1 năm 2018, PV Power sẽ chính thức đấu giá cổ phần lần đầu ra mắt công chúng IPO. Tại buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần PV Power, trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa PVN, ông Đinh Văn Sơn cho biết, với kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện, Petro Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để PV Power tham gia vào các dự án nhà máy nhiệt điện trên cả nước đã được phê duyệt. Theo phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có tính đến việc PV Power làm chủ đầu tư dự án nhiệt điện Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng với công suất khoảng 750-800 MW trên một nhà máy, dự kiến đưa vào vận hành trong các năm 2020-2021. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của PV Power trong những năm tiếp theo. Một số đối tác lớn đang được hợp tác với PV Power có thể kể đến là Siemens, Nissi, Toshiba, HSBC. Theo đại diện công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực, PV Power sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi lạc quan trong đợt chào bán tới đây. Tháng 3 năm 2018, PV Power dự kiến đăng ký giao dịch sau khi hoàn tất IPO và hoàn thành niêm yết trong năm 2018.